Rồng bay nó số cấp 1 luôn nha. Lạ chưa chứ. Này mày không phải là nó bụi không ta? Chắc phải pha lính rồi. Mà là chưa. Đề vào có 4 lính, 5 lính cái gì kìa. Lọ ghê chứ. À, cái thùng nó kia tôi nữa à. Sao giờ rồi? Bắt. Mẹ tay chú cái đần này lì thật đó chứ. Solo kiểu này nó tí mày ngáp ngáp không kịp đâu quỷ. Solo kiểu này thì ngáp không kịp đâu. Quyết định 02 là chắc lên cái gì ta? Lên là kim miếng đam mà lên cái giày nó, tôi nghĩ là vậy. Miếng đam mà cái giày tên sao tên thường, đợi tên xe nó là mình đai luôn đó. Bốn con lính nè. Lính nó nhiều hơn là ta lại vậy. Lính này xấu quắc cho nó rồi. Không đẹp cho mình rồi, nói chung là cũng không đẹp cho nó đâu. Tên sau mình vô là mình đớp luôn à. Vua chiến cầu phiêu à. Khó lại cao chắc là không bằng chủ đó, chắc là không bằng chủ đó anh quỷ. Không có lát mình không có lát ba không
Hà Nguyên chỉ sợ snap thôi. Ok, đó không được không? Nó mất tác dụng rồi. Lọ luôn. Chắc phải lên top lại rồi. Để nó farm farm mà cũng lọ đấy chứ. Trịnh Công Hải, ông cháu nhớ tôi không? Không, quên rồi. Ông thì chịu đấy. Nghe tên là biết không nhớ đó. Huy này quy flash một hai lần. Chết đó. Sao giờ? Hà Nguyên, không nhớ Hải ơi. Lăn nó thùng như quần người ta. Trịnh Công Hải duy lữ cây 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 làm tôi trên đấy mới cho ông lần đầu lạ hoắc à. Hai cái thùng đau thế. Ây à, chết ta mất. Bắt thật. Cái gì ngắt luôn đâu đó. À nó cái trụ này. Về ta. Đại này đưa tiền cho mẹ nè đại này. Trịnh Công Hải, cao xếp phiên bản Việt Nam và he he. Con rồng nước rồi, tem đang săn lại chết hết nữa. Hà Nguyên, 10 ngày nay coi liên tục mà tiến. Ông bên kia kìa. Em mà lăn nó pha rồi nha. Vì phía tôi còn thể nhanh nữa ta. Nghe mà lăn top. Để được cái gì luôn. Một máu. Đánh thật đấy chứ. Đâu đánh mà rồi. Xin lên đi xin hấp huyết à. À, à rồng nó mặn luôn rồi. Kiếm người ta cái trụ ta ăn rồi nào. Mất tay lè nó còn tóc. Hà Nguyên, em tiến làm theo yêu cầu giống thờ rô thai không để đâu nét yêu cầu. Duy Anh, người ta đánh một chem mà yêu cầu sao được? Như kiểu được có điều kiện. Trịnh Công Hải, làm cái mũ phù thủy đi ông. Giá cao rồi thế nào?
Ban này 1 lít làm luôn. Không người nói mồm ai chơi được. Ai à. Rồng lên nó nuốt cái cổ luôn, lột da nó. Lấy da rồng tắm nắng, ngon đó. Đồng hồ ngắn láo thật đấy chứ. Tặng đồng hồ luôn. Ây da, cái hơi bỏ đi nữa. Dạ rồi đây. Bắn ra đây chứ. Chết rồi nó. Mà nó chứ. Lọ rồi. Lọ rồi. Tiến lọ với đó. Kiểu như 190k ở. Rút vào mồm luôn, né vào son. Hà Nguyên, đầu nét bằng thẻ cào được không chứ tài khoản ngân hàng vợ rũ không chơi. Thẻ cào á. Đẩy luôn đi, đẩy luôn đi, đẩy luôn đi, đẩy luôn đi, đẩy cho ta ấy cái. Đẩy đi đi. Trời ơi. Đặc biệt mà kéo, kéo chúng người ta nuốt luôn 3 thằng cho nó rồi luôn á. Nhi xin căn 3 được không? Xuống boss rồi, nghe ông lăn đây thôi. Đây. Nào con rồng đi, trời ơi. Hà Nguyên, quà Zalo cũng được anh chụp hình gửi qua. Đi xin bên hông lọ như người ta sau đây ngắt ngắt rồi đó, ngắt ngắt rồi đó, bây giờ ngắt ngắt rồi đó. Đây à, đấy cái gì nhỉ? Nó bắn ngắt rồi luôn. Hà Nguyên, tại muốn xem một trận y chí mạng. Đó. Nhanh lên coi. Má tao quỳ kịp bằng lút cái người luôn đó chứ. Khổ ghê. Đúng không, Maron nãy đệ Maron thì ở đây được không? Mạnh quyết, đánh thêm trận nữa không ông? Chắc ngủ thôi. Tối đó, mai đánh. Bạn can bắn nào nhỉ? Bốn bảy can đánh ra thôi, muốn thị thật.
Đi gì cũng thế. Thì quan ngang một lần. À, skin. Mạnh đây đi. Nó là T1. Chân nữa đi. T1 Cloud Fire Love à. Mấy giờ rồi? 10:12 à. Trận nữa thì cũng được. Này, trận nó không có lên được run nó cho lên lại mai đánh luôn cho nó rồi. Bạn nào đang xem chưa có đăng ký kênh ủng hộ nó nha mọi người. Nếu mà bây giờ bên YouTuber tôi mà tăng lên được khoảng sớm mà. Hiện tại YouTuber tôi đang là 2224 mà lên tầm 2230 thì có game nào à đánh 13p không à? 13p không có. Bây giờ đang là 2204 đúng không? Tăng lên được 2208 thì tầm 4 lượt follow bên YouTuber đó thì tôi đánh thêm trận. Xem ông chơi. Thích thì thích thì mai xem này. Cộng 26 à, 29 để lên nội rồi. Mai 2 trận á. Tới 14 tăng 4 lượt follow bên YouTuber thì đánh trận đó nha mấy ông. Chắc 48 vào này xem có chắc có Nguyễn An bằng chỉ có rank thấp thôi vậy. Chắc chỉ có già nữa là chưa đăng ký đó. Tầm khoảng mười mấy 20 ông là chưa đăng ký, ông này chưa đăng ký kênh ủng hộ nó mấy coi. Đăng ký kênh coi cho một phút cuối cùng làm nhận.